Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Làng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 40 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 40 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ Diệp Húc kiểm kê xong, lập tức ý thức bay lên, dọc theo Ngọc Thụ bay lên cao, chuẩn bị mở ra không gian Ngọc Lâu của tầng thứ 2. Diệp Húc từng được chứng kiến chủ nhân của vô hồn giới thông qua một đạo sân cốc từ tầng thứ nhất đi lên thông tầng thứ 2. Nhưng của hắn lại là một cây Ngọc Thụ, chỉ cần dọc theo thân Ngọc Thụ bay lên trên liền có thể mở ra không gian tầng thứ 2. Nơi giao nhau giữa tầng thứ nhất và tầng thứ 2 của Ngọc Lâu là một mảnh thanh minh khí, qua lại gột rửa, che lớp không gian tầng thứ 2. Chỉ có Ngọc Thụ nổi lên trên đảo phá tan thanh minh khí, tán cây thăm dò vào trong tầng thứ 2 mới tiếp tục mở ra được mảnh thiên địa núi này. Ý thức của Diệp Húc mới vừa bay đến chỗ giao tế, liền chỉ cảm thấy ý niệm bị ngăn trở, khó có thể tiến thêm được một bước, phảng phất như nơi đó có một nguồn sức mạnh lớn lao đang ngăn cản hắn tiến thêm một bước thăm dò Ngọc Lâu vậy. Hắn nhiều lần công kích, nhiều lần bị thanh minh khí ngăn lại, trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Ngọc Lâu này là địa bàn của ta, chẳng lẽ còn không vào được nhà của mình hay sao? Hắn tĩnh tâm lại, mục quang lập lòe, đột nhiên đem Ngọc Lâu tế lên, găm trên không trung. Tòa Ngọc Lâu này cao tới 3-4 trượng gì đấy, toàn thân thanh ngọc phát ra thanh quang ung dung. Mái hiên của tầng thứ nhất Ngọc Lâu treo mấy con dao long, tầng thứ hai thì điêu khắc thêm ra một loại yêu vật khác, ngửa mặt nhìn trời. Diệp Húc không sảnh tinh tế dò xét, mục quang mãnh hạ nhìn quét, chỉ thấy trong dã long cốc như trước bị Thiên La Địa Võng vây quanh. Có Thiên La Địa Võng phong tỏa nơi đây, an nguy của hắn tạm thời không có vấn đề gì cả. Nghĩ rồi, hắn tiến bước đi vào trong Ngọc Lâu. Ý thức nếu như đã không cách nào công phá được thanh minh khí này thì liền do ta tự tay phá cấm vậy. Xoẹt xoẹt. Diệp Húc trực tiếp hàng lâm đến phía trên Ngọc Hoa Giao Chỉ, phóng lên trời. Một mảnh kim dao dài hẹp dương nanh múa vuốt hướng thanh minh khí mà phóng đi. Chỉ nghe một tiếng bùm nổ thình thịch không dứt bên tai, những dao long này lần lượt đâm vào trong thanh minh khí đều nổ tung, trở lại thành chân nguyên như cũ, quay về kim vân trên đỉnh đầu của hắn. Diệp Húc khẽ nhíu mày, tâm niệm vừa động, bàn long kim trượng bay lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chân nguyên của hắn dũng mãnh nhập vào trong thân trượng, lập tức bảo vật này bị chân nguyên của hắn thúc giục liên tiếp bành trướng, hóa thành một cây lục giác kim trụ hướng thanh minh khí đảo đi. Ầm ầm, kim trụ cắm vào trong thanh minh khí, bị gắt gao ngăn chặn, không thể đi tới nửa phần. Phá cho ta! Diệp Húc trầm giọng giống giận thúc giục chân nguyên, hai kim dao dài gần 100 mét từ trong lục giác kim trượng bay lên, ầm ầm đụng vào trong thanh minh khí, lập tức lại bị một cỗ tuyệt cường ép tới lui về trong thân trượng, đưa hắn chấn cho cánh tay run rẩy. Phiến thanh minh khí này phảng phất là một mảnh tường đồng vách sắt, thủy chung ngăn cản ở trước mặt của hắn, đến cả dị bảo như bản long kim trượng cũng vô pháp mà công phá. Khó trách người khác đều nói không tu luyện tới tam thực cảnh, căn bản không cách nào mở ra không gian Ngọc Lâu tầng thứ 2. Xem ra đúng là như vậy. Bất quá từ hôm nay đã tu luyện tới tam thực cảnh, lại có các loại dị báo, làm sao có thể không cách nào mà phá vỡ ngăn cản được đây. Hắn lập tức đưa ra thuyết đại kỳ, chân nguyên dũng mãnh thúc giục kiện vu bảo này, ra sức quấy động. Vòng trời trong sáng như ngọc của Ngọc Lâu tầng thứ nhất, chỉ có điều nơi đó như trước bất vi sở động. Diệp Húc không khỏi một hồi nổi giận. Với phiến thanh thiên này đúng là vùng trời đánh không nát, cứ thế ngăn hắn ở bên ngoài tầng thứ 2. Đừng nóng lòng, cẩn thận ngẫm lại, khẳng định sẽ có biện pháp đột phá đến không gian tầng thứ 2 thôi. Diệp Húc cố gắng tĩnh tâm, tinh tế mà suy tư. Hắn một đường tu luyện đến nay, toàn bộ dựa vào chính mình từng bước một mà tu luyện. Người khác chỉ điểm cho hắn cực ít, cũng chưa từng có ai dạy hắn làm như thế nào để mở ra không gian Ngọc Lâu tầng thứ 2. Bởi vậy hắn mới bị cầm chân tại bước cuối cùng như thế này đây. Mở ra Ngọc Lâu tầng thứ 2, rốt cuộc cần bí quyết gì đấy? Diệp Phúc đau khổ suy tư, đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Ta dùng thanh giao kiểu kích, bản long kim trượng, thiết thuyết chiến kỳ đến phá cấm, đều là đồ lao vô công. Đây là bởi vì những hàng vật này cùng với Ngọc Lâu của ta căn bản là không có liên quan với nhau. Cùng với Ngọc Lâu của ta tương dung chỉ có thể là Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phúc đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn vươn người đứng dậy, cất tiếng cười to, mi tâm liền vỡ ra, một quyển trận đồ bay ra từ mi tâm của hắn, xoay quanh thật nhanh, càng lúc càng lớn, đột nhiên vây quanh thanh minh khí. Từng viên tinh thần lớn cỡ mấy chục thước từ trong cuốn trận đồ hiện ra, đọng ở trên mặt trời, nhật nguyệt tinh tú, sặc sỡ lóa mắt, lớn nhất chính là nhật nguyệt lưỡng tinh, to đến mấy trăm mét, một viên giống như hỏa cầu cự đại, một viên giống như bạch ngọc lãnh băng. Sau khi tinh đấu vi trần trận đồ đính vào trong thanh minh khí thì đám thanh minh khí này đều tiêu tán, hóa thành một mảnh tinh không. Quả nhiên là thế, Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp của ta là lấy được từ trong Ngọc Lâu, muốn mở ra Ngọc Lâu tờ thứ 2 còn cần phải dùng môn tâm pháp này, dùng thủ đoạn của nó chính là bỏ gốc lấy ngọn. Diệp Húc dọc theo Ngọc Thụ hướng lên trên bay đi, xuyên phá thanh thiên, trước mắt hỗn độn một mảnh, thân thể phảng phất gặp trọng lực đè ép, đưa hắn ép tới khó có thể thở dốc được. Trong hỗn độn truyền tới một thanh âm tăng thương, không ngừng ghé vào lỗ tai của hắn nói nhỏ: "Tỉnh lại, tỉnh lại." Sao? Chẳng lẽ là ma âm nào đó hay sao? Diệp Húc mắt đứt tai ngơ, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Trong hỗn độn truyền đến một tiếng thở dài, thanh âm tăng thương kia dần dần biến mất. Đột nhiên thân thể của hắn chợt nhẹ, rút cục phá cấm mà vào, tiến vào không gian Ngọc Lâu tầng thứ 2. Diệp Húc ngăn chặn cuồng hỉ ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy diện tích trong không gian Ngọc Lâu tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất không sai biệt lắm, đồng dạng là một mảnh thanh thiên, một mảnh thổ địa, rộng hơn 10 dặm. Chỗ khác với không gian tầng thứ nhất chính là trong không gian tầng thứ 2 không có ngọc hoa giao chỉ có một sườn đồi. Trên sườn đồi có một thác nước chảy dọc xuống theo sườn núi, đổ vào trong đầm nước ở phía dưới. Phiến thủy đàm này nhìn không lớn, phương viên thác nước ước chừng trăm mét. Trong đầm nước không có thứ gì sinh trưởng cả, chỉ thấy bên bờ đầm dựng thẳng một tấm bia đá, trên đó có viết: "Công đức Liên Hoa Trì". Chỉ có 5 chữ này. Sao? Vậy liên hoa ở đâu? Diệp Phúc chắt chắt nhãn tình, mục quang dò xét, chỉ thấy mặt đầm sóng mân rộn nhạo, đừng nói là liên hoa, đến lá sen cũng chả thấy đâu cả. Lại còn công đức Liên Hoa Trì nữa chứ? Diệp Phúc oán thầm một câu, bay lên trời, dọc theo Ngọc Thụ bốn phía tìm kiếm tâm pháp mà hắn quan tâm nhất lúc này. Hiện nay hắn đã tu luyện tới tam thực cảnh chân nguyên kỳ, tu vi chân nguyên nhất phẩm. Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật đã không thích hợp để mà tu luyện, phải tìm được tâm pháp tiếp theo hoặc là tâm pháp khác mới có thể tiến thêm một bước tu luyện, hướng đến tầng thứ cao hơn mà dạo bước. Lúc trước Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp của hắn là trên một mảnh kim diệp ngọc thụ mà tìm được. Nay sau khi tiến vào không gian tầng thứ 2, hắn vẫn dựa theo phương thức cũ bốn phía tìm kiếm kim diệp. Tại sao lại không thấy kim diệp như vậy? Hắn tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, trong nội tâm buồn vô cớ. Phiến kim diệp mà hắn tìm thấy trong Ngọc Lâu tầng thứ nhất chính là viên đá đầu tiên cho bức tường của hắn. Cửu Chuyển Nguyên Công cho dù có lợi hại hơn đi chăng nữa mà không có Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp trên kim diệp của hắn thì cũng là vô pháp tu luyện. Bây giờ hắn thiên tân vạn khổ mở ra Ngọc Lâu tầng thứ 2, rõ ràng không có phát hiện loại tồn tại nào cùng loại với kim diệp. Đột nhiên hắn chú ý tới một quả cây màu trắng như tuyết treo trên cành cây trên thọc thụ. Vừa rồi hắn chỉ lo tìm kiếm kim diệp, không để mắt đến quả cây này. Diệp Phúc phi thân tiến lên, chỉ thấy quả này cũng không phải bạch sắc mà là bên trong quả chi chít những ngôi sao không rõ lớn nhỏ, vô số tinh quang sáng chói đem trái cây này chiếu rọi như tuyết trắng. Diệp Phúc tinh tế dò xét, trong nội tâm chỉ cảm thấy quái dị. Trái cây kết xuất trên ngọc thụ này hệt như một vũ trụ thu nhỏ, đem vô tận tinh không bao lại bên trong trái cây. Từng ngôi sao xếp thành đặt một tổ hợp chặt chẽ, hình thành từng lớp văn tự, nhìn thoáng qua căn bản không nhìn ra ngôi sao. Là tâm pháp tiếp theo của Chu Thiên Tinh Đấu luyện kỹ thuật. Diệp Phúc trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, không hề so đo môn tâm pháp này tại sao lại xuất hiện trong trái cây, liền vội vàng vươn tay chụp về phía trái cây trắng như tuyết nọ. Tay của hắn còn chưa chạm đến trái cây, chỉ thấy nó đột nhiên tuôn ra một mảnh bạch quang, vô số ngôi sao từ trong trái cây chen chúc bay ra, ở giữa không trung xếp sắp tổ hợp, hóa thành một tác phẩm mảnh mang, vô số văn tự hình thù kỳ quái mạn thiên phi vũ, mang theo tiếng tụng kinh to lớn vang vọng thiên địa, một tiếng tiếp theo một tiếng chui vào trong đầu của hắn. thể tích của trái cây nọ càng ngày càng nhỏ, càng nhiều là tinh quang cuốn ra, văn tự như hồ điệp bay múa vào trong đầu óc của hắn, chỉ trong nháy mắt liền nhét đầy não hải của Diệp Húc. Trong đầu của hắn lập tức có thêm một quyển kinh văn xưa cũ và huyền ảo, chữ chữ như kỳ. Đây là thuật tinh không vũ trụ lớn lao đạo lý. Kinh văn đột nhiên xuất hiện này cũng chia làm 3 bộ phận. Thiên thứ nhất chỉ dẫn cách dẫn dắt chu thiên tinh lực luyện hóa chân nguyên, bất quá bao quát tinh đấu số lượng càng nhiều, khoảng chừng 365 tòa tinh đấu hợp thành một chu thiên. Phần thứ hai là luyện khí thuật, giảng chính là làm thế nào luyện chế tinh phiên, mỗi tòa tinh đấu một mặt tinh phiên cùng sở hữu 365 mặt. Đệ tam thiên chính là pháp môn vô thượng để rèn luyện nguyên thần, dùng thái dương chân hỏa rèn luyện nguyên thần vũ sĩ, đó là Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải. 3 thiên này hợp cùng một chỗ nên gọi là Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển. Lại là một môn tản thiên, việc cái gì luôn là cấm pháp tản thiên vậy? Diệp Húc ngẩn ngơ, cẩn thận thể ngộ, phát hiện bộ Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển này rõ ràng cùng Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp là đồng dạng, cũng là cấm pháp tản thiên. Bất quá, tuy đồng dạng là cấm pháp, nhưng Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển so với Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp cao minh hơn rất nhiều, hẳn là cùng một hệ thống, nhưng càng thêm phức tạp, càng thêm tinh diệu, có thể cùng Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp mà hỗ trợ lẫn nhau. Mấu chốt nhất chính là trong Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, Dị La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải hoàn hảo đền bù chỗ thiếu sót của hắn, cuối cùng hắn cũng có biện pháp rèn luyện nguyên thần, có khả năng tiến thêm được một bước. Dị La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải xuất hiện, có thể nói là vừa đúng lúc. Dị La Thiên Yêu Đế, tên của bộ chân kinh này có vẻ không phải là tâm pháp của vũ sĩ nhân loại mà là của yêu tộc thì phải. Diệp Húc trong nội tâm không hiểu chút nào, lẩm bẩm mà nói: nhân loại vũ sĩ tu luyện pháp môn rèn luyện nguyên thần của yêu tộc, có thể sinh ra dị biến hay không đấy, mà biến thành yêu quái hay không đấy? Hắn chăm mối tơ vò mà vẫn không có cách lý giải. Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển hẳn là pháp môn để cho nhân loại vũ sĩ tu luyện, điều này không thể nghi ngờ, nhưng trong bộ kinh điển này hết lần này tới lần khác xuất hiện phương pháp rèn luyện nguyên thần của yêu tộc, nhiều ít có vẻ có chút quỷ dị. Ta mặc kệ, dù sao có còn hơn không, cứ tu luyện cái đã rồi tính sau vậy. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Hắn đem Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển suy nghĩ qua một lượt, bất giác trầm ngâm một lúc lâu. Tu luyện Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải phải dùng Thái Dương Chân Hỏa, mà nếu như tu luyện Thái Dương Chân Hỏa thì phải tu luyện thiên thứ nhất của cấm điển, Đại Chu Thiên Nguyên Hóa Chân Kinh, nhờ đó mà hấp thu Thái Dương nguyên khí. Cái gọi là nguyên hóa chính là chỉ việc nguyên khí hóa thành chân nguyên, đây chính là tâm pháp tầng thứ hai ngay sau Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật. Mà nếu là đem Thái Dương nguyên khí luyện hóa thành Thái Dương Chân Hỏa thì cần tu luyện bộ thứ hai của cấm điển, luyện chế ra một cây Thái Dương Tinh Phiên, dùng Thái Dương Tinh Phiên ngưng tụ Thái Dương Chân Hỏa. Nhưng nguyên liệu để luyện chế tinh phiên quả thật là kinh người, cơ hồ mỗi cây tinh phiên cần nguyên liệu tương đương với một tấm tinh đấu vi trần trận đồ, cũng bằng với luyện chế một kiện chấn giáo vũ bảo. Hơn nữa, nếu muốn tập hợp một bộ tinh phiên đầy đủ, phải có 365 cây tinh phiên, tương đương với luyện chế 365 kiện chấn giáo vũ bảo. Nguyên liệu cần dùng quả thật nhiều đến dọa người. Đây là ép ta đi ăn cướp mà. Hắn cảm thán nói, kỳ thực ta vẫn còn muốn là một người tốt mà. Diệp Húc rời khỏi tầng thứ hai của Ngọc Lâu, về với tầng thứ nhất, nhìn số nguyên liệu rực rỡ muôn màu do mình cực khổ tích lũy. Hắn vốn tưởng rằng mình là một đại tài chủ, hiện giờ mới biết được hóa ra mình vẫn là kẻ cùng đinh. Số nguyên liệu này ngay cả luyện chế một lá tinh phiên cũng không đủ. Ta vẫn còn quá nghèo, con đường cướp bóc này quả thật là gánh nặng đường xa. Ai, ta thật sự rất muốn là một người tốt mà. Diệp Húc chán nản nói. Hắn rời khỏi Ngọc Lâu, đem tòa Ngọc Lâu thu hồi. Luyện chế Thái Dương Tinh Phiên là cả một công trình, không thể một lần là xong, mà luyện chế 365 lá tinh phiên thì càng là một đại công trình không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại nguyên liệu tích lũy vẫn quá ít, chỉ sợ một lá Thái Dương Tinh Phiên còn chưa luyện thành thì đã hết sạch. Hơn nữa, nguyên liệu của hắn cũng không phải là đủ hết các loại cần dùng, còn cần vài thứ kim loại, khoáng vật thuộc tính dương. Hồn lễ của đại ca sắp tới, đây là trước tiên đến chúc mừng huynh ấy, chuyện này sau để tính sau. Diệp Húc phóng lên cao, Thiên La Địa Võng vẫn lơ lửng giữa không trung như trước, còn có một nửa chìm vào trong lòng đất. Kiện vũ bảo này là bảo vật của Mộng Xảo Vân, chuyên môn dùng để khắc chế thu hóa đan của hắn, đề phòng hắn chạy trốn. Nhưng Diệp Húc đại khai sát giới, Thiên La Địa Võng lại biến thành lá bùa đòi mạng bọn chúng, cho nên cả đám Liễu Như đều chết dưới uy lực của thần trung ma âm. Hiện giờ Mộng Xảo Vân vừa chết, kiện vũ bảo này liền trở thành vật vô chủ, Tuy rằng vẫn bao phủ Giá Lăng Cốc như trước, nhưng uy năng đại giảm. Diệp Húc tế khởi thiết huyết chính kỳ, trực tiếp đem mặt Thiên La bên này xé rách, thoát thân bay ra ngoài cốc. Cũng ngay lập tức từ trong đám mây vàng trên đỉnh đầu của hắn thò ra một bàn tay gầy trơ xương, lớn chừng nửa mẫu, hốt luôn cả Thiên La Địa Võng, đem kiện vũ bảo này thu vào trong túi. Cái chân con kiến dù có nhỏ hơn nữa thì cũng là thịt thôi. Sau này bất luận gặp được cái gì đều phải thu vào hết thảy, tích ít thành nhiều. Ta quá nghèo mà, đến cái chân con kiến cũng muốn ôm lấy mà gặm vài miếng đi. Mùa xuân ngày 15 tháng 3, ngày lành tháng tốt, đại cát đại lợi, không có gì phải kinh kỵ. Ở Diệp phủ tại Liễu Châu sớm đã răng đèn kết hoa, kèn sáo vang lừng, thanh âm cực kỳ êm tai. Trên đường người qua lại lượm lượp, không khí rất vui vẻ. Trong phủ sớm đã đầy khách quý, tất cả đều hướng dưới Diệp Tần mà chúc mừng. Mấy chục đứa trẻ hò nhau chạy sộc tới trước cửa Diệp phủ, to giọng mà sướng lên. Trái thoát đi, phải thoát váy, uyên nương ở trong chăn thành đôi, lấy tiền mừng, đoạt kẹo cưới, không được quỳ kêu cha gọi mẹ. Trong Diệp phủ có một lão quản gia đi ra, mang theo một sọt tiền đồng, vãi ra cho bọn chúng, vừa cười vừa mắng. Cái đám thỏ con này, phù chú của bọn ta vừa mới thành thân, làm sao sinh ra được nhiều đứa nhóc con như các ngươi được. Đám trẻ nghịch ngợm này hoan hô một tiếng, rồi tranh nhau xông vào cướp tiền mừng ở trên mặt đất. Trong Diệp phủ, Diệp Tần thân mặc áo đỏ, ngực cài hoa hồng, lo lắng đi tới đi lui, đột nhiên nói với Diệp Tư Mẫn đang ở bên cạnh. Nhị thúc à, cha cháu và thiếu bảo, hai người bọn họ vẫn chưa về hay sao? Diệp Tư Mẫn nhỏ giọng nói. Phủ chủ yên tâm, đại ca vu pháp thông thần, lần này ra ngoài du ngoạn khẳng định không có việc gì và cả. Còn về phần thiếu bảo, hắn mỉm cười không nói. Diệp Tần lướt nhìn y một cái, biết đi xem Diệp Húc có chút không vừa mắt cũng là vì chuyện của Diệp Phong con y. Phủ chủ đã về, phủ chủ đã về. Trong sân đột nhiên truyền tới những tiếng vỗ tay hoan hô. Diệp Tần trong lòng vui vẻ, biết phủ chủ trong miệng mọi người khẳng định không phải là hắn, mà là phụ thân Diệp Tư Đạo. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa kinh ngạc, vội vàng đi ra, chỉ thấy Diệp Tư Đạo có vẻ phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn như trước, bộ mặt khô cứng, lạnh lùng, yên lặng đứng đấy. Diệp Tần bước lên phía trước không người nói. Cha. Diệp Tư Đạo khẽ gật đầu. Hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, không thể khiếm lễ trước mặt tân khách được. Mà thiếu bảo có vẻ không vậy? Diệp Tần lắc đầu. Diệp Tư Đạo nhíu mày nói. Chẳng lẽ nó đã xảy ra chuyện gì sao? Khi ta rời khỏi Liễu Châu, nghe nói nó bị Ưng tiên sinh bắt trói ở ngoài thành, sau đó lại truy tìm con yêu quái kia, một đường đuổi tới hải ngoại, trước sau vẫn không bắt được hắn. Lão thất xưa này thông minh cơ trí, Ưng tiên sinh chưa chắc đã bắt được hắn đâu. Diệp Tần thở dài an ủi nói. Cũng chỉ hy vọng như vậy. Diệp Tư Đạo thở dài một tiếng. Lão mấy tháng là gần đây đều ở hải ngoại chưa tìm tung tích của họ Ưng, cũng đã phải nếm qua một phen vất vả. Chính vào lúc này, có tiếng mấy chục cỗ khí tức cường đại từ phương bắc truyền tới. Diệp Tư Đạo thần sắc khẽ động. Sao? Chẳng lẽ là thiếu bảo đã đến sao? Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phương bắc cấp tốc bay tới một đám bạch hạc. Ngồi trên bạch hạc là một đám thiếu nữ, mỗi người đều có khí tức cường đại. Cầm đầu là một trung niên phụ nhân, khí tức lại càng đáng sợ, rõ ràng là đan đỉnh kỳ cao thủ. Trung niên phụ nhân này mang theo đám thiếu nữ tới thành Liễu Châu, thẳng tới Diệp phủ, lập tức kinh động tất cả cao thủ ở Liễu Châu, tất cả đều kéo đến xem. Chu gia gia chủ Chu Văn Thanh và Phương gia gia chủ Phương Vạn Hào vội đến bên cạnh Diệp Tư Đạo, trầm giọng mà nói. Diệp lão đệ, đây là khách quý người mời đến hay sao? Tu vi thật đáng sợ. Diệp Tư Đạo chậm rãi lắc đầu, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Trung niên phụ nhân kia không nói, đám thiếu nữ này tuổi tác không lớn, không ngờ tu vi cũng đáng sợ như vậy. Mỗi người đều là cao thủ, đã tu luyện tới cảnh giới tam chân nguyên kỳ. Thậm chí còn có mấy người đã tiến vào hạo nguyệt kỳ, khí tức triển khai, chân nguyên trên đỉnh đầu tạo thành một vầng trăng sáng. Phải biết rằng, lão cũng là nửa năm trước mới đột phá hạo nguyệt kỳ, tiến vào hỗn nguyên kỳ. Chỉ cần mấy thiếu nữ này cũng đủ quét sạch Liễu Châu tam đại thế gia. Xin hỏi, vị nào là Diệp Tần Diệp công tử vậy? Trung niên phụ nhân khoan thai bước tới, cười tủm tỉm cười và hỏi. Chẳng lẽ là người quen cũ của Tần Nhi hay sao? Đám người Diệp Tư Đạo, Chu Văn Thanh liếc nhau một cái, nhẹ nhàng liền thở ra. Diệp Tần tiến lên, nghi hoặc nói. Kẻ bất tài này chính là Diệp Tần, xin hỏi người là... Trung niên phụ nhân kia mặt mang tiêu ý, hé miệng cười nói. Lão thần Thanh Châu Bách Khoa Cung, Nghiêm Lệ Dung, phụng mệnh cung chủ đến chúc mừng Diệp công tử. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức có ba thiếu nữ cúi đầu tiến lên, tay bưng lễ mừng. Trung niên phụ nhân kia mỉm cười nói: "Công chủ nghe nói, hôm nay là ngày đại hôn của Diệp công tử, đặc biệt phái bọn lão thân đến dâng lễ chúc mừng." Nàng vén tấm lụa hồng ở trên tay của một thiếu nữ, lộ ra một bình ngọc, rồi mỉm cười nói: "Lễ vật thứ nhất của công chúa là một quả thiên hương tục mệnh đan." Mấy người Diệp Tư Đạo, Chu Văn Thanh, Phương Vạn Hào không khỏi biến sắc, liếc nhau một cái, trong lòng đều chấn động. Vị công chủ Bách Khoa Cung Tần Nhiêu quen biết này xuất thủ thật là rộng rãi, không ngờ ngay cả dị bảo như thiên hương tục mệnh đan cũng có thể lấy mang ra tặng được. Trung niên phụ nhân kia lại vén tấm lụa hồng trên tay thiếu nữ thứ hai, chỉ thấy trong tay thiếu nữ này là một mâm lễ vật, bên trên bày 10 chiếc ngọc bình. Nàng cười nói: "Lễ vật thứ hai, chân nguyên đan một lò, tổng cộng 120 viên. Tần công tử dùng cẩn thận, số chân nguyên đan này đủ để giúp công tử trong vòng 1 tháng trở thành chân nguyên kỳ vũ sĩ." Diệp Tư Đạo trong lòng càng kinh hoàng, Chu Văn Thanh và Phương Vạn Hào cũng bị món quà này của Bách Khoa Cung cung chủ làm cho ngây ngốc. Lễ vật thứ ba là 3 kiện vũ bảo do công chủ tự tay luyện chế, gọi là thiên hương bảo y, đặc biệt dành tặng cho 3 vị tân nhân. Trung niên phụ nhân mở tấm lụa hồng trong tay thiếu nữ thứ ba, lộ ra 3 kiện bảo y, mỉm cười nói. Diệp Tần cũng kinh sợ vạn phần, vị công chủ Bách Khoa Cung này vừa mới xuất thủ liền tung ra ngay 3 kiện vũ bảo, vậy mà chỉ còn là lễ mừng, quả thật là vô cùng hào phóng. Hắn đứng ngây ngốc tại chỗ. Diệp Tư Đạo là người đầu tiên khôi phục tinh thần, ngầm huýt vào bên hông của hắn. Diệp Tần lập tức tỉnh táo trở lại, vội gọi người tiếp nhận lễ vật, mời trung niên phụ nhân và chư nữ đệ tử Bách Khoa Cung ngồi xuống. Trung niên phụ nhân kia cười nói: "Không vội, ở đây lão thân còn một lễ vật là do tiểu cung chủ ủy thác lão thân đem tới." Sau đó, nàng lấy ra một cây cổ cầm đưa cho Diệp Tần rồi nói: "Thiếu công chủ biết Tần công tử cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, cho nên tặng công tử một cây dao cầm." Diệp Tần nhận lấy cây cổ cầm. Cây cổ cầm này không phải vu bảo, cũng không phải vu minh, chỉ là một cây đàn cổ của thế tục. Tuy chân quý, nhưng luận về giá trị thì thua xa mấy món lễ vật kia. Trung niên phụ nhân và mấy nữ đệ tử của Bách Khoa Cung cùng ngồi xuống. Diệp Tư Đạo vội kéo Diệp Tần lại, thấp giọng mà hỏi: "Tần nhi, ngươi kết giao với mấy cao nhân Bách Khoa Cung này ở đâu ra vậy?" Chu Phương gia chủ hai nhà cũng lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ, vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Diệp Tần vẻ mặt mờ mịt nói: "Thời gian con xa nhà thì vẫn luôn ở trong quân ngũ của Tần quân, làm sao có cơ hội kết giao với mấy nhân vật cỡ này được?" Bọn Diệp Tư Đạo 3 người lướt nhau, không khỏi nghi hoặc vạn phần. Vào lúc này lại có 4 đạo khí tức cường hoành truyền đến, chúng nhân vội ngước nhìn, chỉ thấy ở phương đông yêu khí cuồn cuộn, có 4 đám yêu vân gào thét bay tới, từ bên trong hạ xuống 4 con yêu quá lớn. Người cầm đầu mặt như hắc thiết, thân như thiết tháp, hùng trắng vô cùng. Người tiếp theo cao lớn thô kệch, toàn thân đầy thịt, đầu to tai lớn. 2 người phía sau, một người tướng mạo xấu xí, một người chân thân mọc lông trắng như hồ ly. 4 người này rõ ràng chính là đại yêu tu luyện thành công, hóa thành hình người. Đám người Diệp Tư Đạo trong lòng phát run, ngấm ngầm đề phòng. Chỉ thấy chàng hắn mặt đen vừa vào cửa đã cao giọng nói: "Ai là Diệp Tần vậy?" Diệp Tần cứng cỏi bước lên, không kiêu không nịnh nói: "Chính là tại hạ." Ca ca, xin nhận của bọn tiểu đệ một lạy." 4 người vội bước tới, nhất tề sụp xuống lạy. Diệp Tần không lường được chuyện này, chân tay luống cuống. 4 người kia lại không tự xem mình là người ngoài, lập tức đứng dậy, trong tay mỗi người mang một lễ vật, ha hả cười nói: "Bọn đệ là phù đảo tứ quân tứ, gần đây chúng một món tiểu tài, nghe nói hôm nay là ngày đại hôn của Tần đại ca, đặc biệt đến đây dâng lễ mừng để tỏ chút tâm ý mà thôi." Nghiêu Đức dâng tặng một đôi vu bảo phụng xí lưu kim đăng, chúc mừng công tử. Chu Thiên Cương dâng tặng một chiếc thanh vân xa, chúc mừng công tử. Viên Phương dâng tặng một chiếc thiên thanh ngọc bình, chúc mừng công tử. Hồ Phương Tấu dâng tặng một cây thiết cầm thất dục phong hỏa phiến, chúc mừng công tử. Diệp Tần có chút choáng váng, chẳng hiểu ra sao cả, thế nhưng cũng thu nhận tất cả lễ vật, rồi lại mời 4 người kia ngồi xuống. 4 người kia cười ha hả, đi thẳng tới chỗ mấy người Bách Khoa Cung ngồi xuống, đôi bên chào hỏi lẫn nhau. Diệp Tư Đạo cũng bị việc này làm cho kinh hoàng, tay chân luống cuống. Diệp phủ tổng cộng chỉ có 2 kiện vũ bảo, vậy mà trong ngày Diệp Tần đại hỷ, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi đã đột nhiên tăng thêm 7 kiện. Khoản hành tài của bất nghĩa này đột nhiên tới cửa, khiến cho lão cũng loạn cào cào luôn. Diệp Tư Đạo nghĩ thầm: "Ta không có mặt mũi lớn đến như vậy, Tần Nhi tự nhiên lại cũng không có khả năng. Rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn đến mức có thể khiến cho mấy cao thủ này đích thân đến đây chúc mừng Tần Nhi đấy. Đám người Ngưu Đức vừa mới ngồi xuống, lại có thêm vài luồng khí tức đáng sợ từ phương đông chuyển tới. Chỉ nghe một người cười nói: Tần công tử đại hôn, Ngũ Độc Giáo ta thân là lĩnh lam nhất mạch, đồng khí liên chi, cũng nên đến chúc mừng. Sao? Ngũ Độc Giáo ư? Diệp Tư Đạo hốt nhiên động dung, thần thái có chút bất an. Phương Vạn Hà vội hỏi: Này, ông thông gia, chuyện này là sao vậy? Ngũ Độc Giáo lai lịch như thế nào đây? Lão cũng chưa từng nghe nhắc đến Ngũ Độc Giáo. Biết Diệp Tư Đạo là người lịch duyệt cho nên lúc này mới hỏi y. Diệp Tư Đạo ánh mắt chớp động, trầm giọng mà nói: Ngũ Độc Giáo là một thế hệ ma giáo ở lĩnh Nam, xưa nay hoành hành bá đạo, ác danh vang xa, hễ động một chút là giết người. Chẳng lẽ trong Diệp gia có người đắc tội với Ngũ Độc Giáo, này họa đã tới cửa hay sao? Liễu Châu tam đại thế gia gia chủ sắc mặt đều tái nhợt, sóng vai đứng chung một chỗ. Chu Văn Thanh cười lạnh mà nói: Cho dù là ma giáo, chúng ta cũng phải đấu một trận thôi. Lão phu cả đời này cũng chưa từng sợ ai. Bách Khoa Cung, Nghiêm Lệ Dung cùng với mấy nữ đệ tử và đám người Ngưu Đức hết thảy đứng lên. Nghiêm Lệ Dung cười vang nói: Vì Ngũ Độc Giáo sư huynh này, Tần công tử thành thân cũng là chuyện nhà của Ngũ Độc Giáo các ngươi. Các ngươi tới trễ một bước, Bách Khoa Cung một ta ở Thanh Châu so với các ngươi còn muốn tới sớm hơn kìa. Trên không trung truyền tới tiếng cười sảng khoái: Không phải bọn ta tới trễ, mà do nghe nói có người muốn gây bất lợi cho Tần công tử, cho nên chúng ta trước tiên tìm bọn chúng xử lý sạch sẽ, sau đó mới đến đây, bởi vậy mới đến chậm một bước kìa. Nghiêm Lệ Dung hơi biến sắc, biết chữ xử lý trong miệng người này quá nửa là đem đối phương tiêu diệt sạch sẽ. Nàng thầm nghĩ, mấy kẻ này vào đến ngày đại hôn của Tần công tử, quá nửa là kẻ thù của Diệp Đà Chú, mà Diệp Đà Chú tại sao vẫn chưa tới vậy? Lão già dâu quay nón ở dưới kia, đúng, tao nói chính là ngươi đấy. Lão tử xem ngươi vẻ mặt khó chịu, không lẽ muốn động thủ hay sao? Từ trên không trung trong khuôn viên Diệp phủ bỗng truyền đến một thanh âm vừa hào hùng lại vừa hung tợn: Sao? Lão già dâu quay nón ư? Chẳng lẽ là lão tử? Lão tử từ lúc nào đắc tội với Ngũ Độc Giáo vậy? Chu Văn Thanh ngẩn ngơ, mặt hơi biến sắc, trong lòng chưa đánh đã sợ. Diệp Tư Đạo sắc mặt cổ quái, đề tỉnh lão: Chu lão ca, nghe thanh âm người kia thì hình như là tiểu tử kia của nhà ngươi thì phải. Chu Văn Thanh cũng chỉ cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai, nghe lão đề tỉnh, đối đột nhiên tỉnh ngộ, nổi giận quát lên: Thế Văn, cút xuống đây cho lão tử ta! Lão đầu tử ngẩng đầu gân cổ, trung khí 10 phần, xem ra sức khỏe không tệ à. Chu Thế Văn đánh đạc từ không trung hạ xuống, hướng Chu Văn Thanh đi đến, vẻ mặt cười nịnh, rồi cười ha hả nói: Ra, lão tử vừa rồi có phải đã làm cho người sợ té đái vãi phân ra quần hay không? Sao? Lão tử bị dọa đến té đái vãi phân ư? À, đúng là tức cười mà. Chu Văn Thanh mang mặt mo, không nén được giận, kéo hắn lại đánh cho một trận tới tấp. Chu Thế Văn vội vàng xin tha: Con sai rồi, ở trước mặt mọi người xin người chữa cho con một chút thể diện, dù sao con cũng là một nhân vật có tầm cỡ mà. Đừng đánh vào mặt con, còn đánh nữa ta đánh trả. Chu Văn Thanh giận quá, đem hắn hung hăng tẩn cho một trận. Phương Thần cũng hạ thân xuống Diệp phủ, hướng Phương Vạn Hào hành lễ, rồi lặng lặng đứng ở phía sau của lão. Phương Vạn Hào càng thấy càng mừng, Phương Thần hiện giờ tu vi không ngờ đã ngang với lão, đạt tới Hạo Nguyệt trung kỳ. Phải biết rằng Phương Thần lúc rời khỏi Liễu Châu chỉ mới là một tiểu vũ sĩ vô danh, sau nửa năm quay lại không ngờ tu vi đại tiến, còn hơn cả mấy chục năm khổ tu. Cùng sướng với bọn họ còn có hai người. Người cầm đầu là một lão giả tuổi ngoài 60, bất luận gặp ai cũng đều mỉm cười, bộ dáng rất dễ thân cận. Diệp Tư Đạo thấy bọn họ và Chu Thế Văn, Phương Thần cùng nhau đến, lập tức yên tâm, đưa mắt cho Diệp Tần. Diệp Tần hiểu ý, liền bước lên phía trước chắp tay nói: Xin hỏi, lão tiên sinh tôn tính đại danh là gì vậy? Lão giả kia mỉm cười nói: Lão phu họ Xuân, tên Dịch Thủy, là trưởng lão của Ngũ Độc Giáo. Ngài nói hôm nay là ngày đại hôn của Tần công tử, đặc biệt đến đây chúc mừng, xin dâng chút lễ mọn. Cố Ngôn Chi đứng ở phía sau của hắn, liền bước lên phía trước một bước, tới khỏi Ngọc Lâu, lấy ra từng kiện đồ vật rồi cười nói: Tần công tử đại hỷ, Ngũ Độc Giáo ta là lĩnh lam tiểu giáo phái, không có gì quý giá. Nghe nói công tử đại hôn, đặc biệt dâng lên 10 vu bảo, vu binh 100 kiện, 4 tầng tâm pháp một bộ, tỏ chút tâm ý. Diệp Tần trong óc ong, nghe không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ vội vàng cảm ơn mời bọn họ ngồi xuống. Tất cả tân khách đều hít một ngụm khẩu khí. 10 kiện vũ bảo, 100 kiện vũ binh, hơn nữa 4 tầng tâm pháp một bộ. Ngũ Độc Giáo ra tay rộng rãi như vậy, gần như bằng với tài phú của cả tam đại thế gia. Muội phu. Chu Thế Văn tiến lên, nét mặt không chút hảo ý đánh giá Diệp Tần, trong tay cầm một kiện vũ bảo, cười hăng hắc nói: "Kẻ làm ca ca này không có thứ gì tốt cả, cũng tặng ngươi một kiện vũ bảo. Kỳ thực muội muội của ta nên cả cho thứ bảo, đáng tiếc cái tên tiểu tử kia chết sống gì cũng không chịu, tiện nghi cho ngươi rồi." Phương Thần cũng bước tới, tay cầm một kiện vũ bảo, về mặt bình đạm mà nói: "Tỷ phu, tiểu đệ không có gì để bày tỏ kính ý cả, cũng xin tặng một kiện vũ bảo." Hai tên này đi theo Diệp Húc cướp đoạt khắp nơi, thu được không ít bảo vật, cũng đã có một khoản tài phú phi nghĩa. "Mà thiếu bảo đâu nhỉ?" Chu Thế Văn ngẩng đầu nhìn chung quanh. "Diệp huynh còn chưa trở về hay sao?" Phương Thần thần sắc khẽ động, ánh mắt quét nhìn khắp nơi. Nghiêm Lệ Dung đứng dậy cười nói: "Diệp đại chủ ở đâu vậy?" "Diệp lão đệ còn không đi ra đi." Nghiêu Đức nhìn đông nhìn tây, vào đầu bứt tai loạn lên một hồi, nói vẻ trách móc: "Hắn còn rụt rè hơn cả Tân Lang kìa." Cố Ngôn Chi hướng Xuân Dịch Thủy thấp giọng nói: "Diệp sư đệ chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi. Lúc trước ở Tây Hoang Đại Mạc, Minh Hà giáo chủ Tây Khởi đại diễn thần trung, không biết đánh chết bao nhiêu vũ sĩ. Ta..." Xuân Dịch Thủy có vẻ dầu dĩ thở dài nói: "Người tốt đều có hảo báo, Diệp sư điệt cát nhân tự nhiên có thiên tướng thôi, hẳn là không sao cả." Đám người Diệp Tần lúc này mới đột nhiên hiểu ra, mấy người này ngàn dặm xa xôi đến đây, không ngờ đều là vì Diệp Húc mà đến. Diệp Tần trong lòng khiếp sợ vạn phần. Thiếu bảo khi nào lại có danh khí lớn đến như vậy, thật không ngờ khiến những người này không quản ngàn dặm xa xôi đến đây chúc mừng ta, hơn nữa vừa ra tay liền đưa trọng lễ như vậy. Diệp Tư Đạo cũng có cảm giác khó tin. Khi Diệp Húc rời khỏi Liễu Châu còn là một bồi nguyên tứ phẩm tiểu vũ sĩ, thậm chí bị Ưng Tiên Sinh bắt giữ, lão đuổi tới hải ngoại truy tìm nửa năm không có kết quả. Thật không ngờ chỉ một thời gian ngắn như vậy, Diệp Húc đã trở thành một đại nhân vật, thậm chí khiến cho Bách Khoa Cung, Ngũ Độc Giáo, La Phù Đảo, nhiều thế lực lớn như vậy đều phải nể mặt hắn, phái người tới chúc mừng Diệp Tần. Tiếu bảo rốt cuộc trong nửa năm nay đã làm gì vậy? Đây chính là câu hỏi trong lòng mọi người. Đại ca, đệ về rồi đây. Bỗng một đạo kim vân chậm rãi rớt xuống, Diệp Húc hiện ra trước mặt đám người Diệp Tần, ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn. Hắn trên mặt mang vẻ áy náy, nhẹ nhàng xin lỗi một câu: "Ta theo một đường Tây Hoang chạy tới, thiếu chút nữa không kịp về dự hôn lễ của đại ca rồi." Hắn chậm rãi thu đám kim vân trên đỉnh đầu và đan điền. Hắn giờ vẫn là một thiếu niên áo lam như ngày xưa, dường như chỉ mới rời khỏi Liễu Châu trong nháy mắt liền quay về vậy. "Lão thất à, người có thể trở về là tốt rồi." Diệp Tần vừa mừng vừa sợ, ôm hắn một cái thật mạnh, vỗ vỗ đầu vai của hắn cười nói. Diệp Húc trong lòng ấm áp, ánh mắt nhìn qua một lượt, thấy đám người Nghiêm Lệ Dung, Ngưu Đức, không khỏi nao nao. Lúc trước hắn chỉ hướng đám người Ngưu Đức nhắc tới sơ qua về chuyện Diệp Tần đại hôn, không nghĩ tới những người này vẫn nhớ ở trong lòng, tới đây để chúc mừng, khiến hắn trong lòng càng thêm thấy ấm áp, liền bước lên chào hỏi. Đám người Nghiêm Lệ Dung đều đứng dậy đáp lễ cười nói: "Diệp đà chú bình an trở về, tu vi lại tinh tiến, thật đáng mừng, đáng mừng." "Diệp lão đệ, hôm nào chúng ta La Phù Đảo Ngũ Quân Tử cùng đi Lạc Già Sơn ngắm phong cảnh." Đám người Ngưu Đức cất tiếng cười mời. "Diệp sư đệ, những kẻ truy sát ngươi ở phía sau vẫn còn chưa đuổi tới sao?" Cố Ngôn Chi trong mắt lộ ra sát khí, điểm như nói. Diệp Húc nhất chào, hắn cười nói: "Hôm nay là ngày đại ca ta thành thân, những chuyện khác cũng đợi sau hôn lễ hãy nói đi." Dứt lời, hướng Diệp Tần cười, trong lòng hơi ngượng ngùng. Hôm nay là ngày Diệp Tần thành hôn, thế nhưng không ngờ diễn viên chính lại là biến thành diễn viên phụ. Diệp Tần cũng không để ở trong lòng, hôn lễ tiếp tục được cử hành. Trong tiệc rượu, đám người Diệp Húc và Cố Ngôn Chi ngồi cùng một chỗ. Cố Ngôn Chi nghe được đám người Mộng Xảo Vân hết thảy chết ở trong tay của hắn, không khỏi giật mình kinh hãi, thất thanh mà nói: Đều đã chết sao? Sư đệ, những người nó đều là hạch tâm đệ tử của các môn phái. Thiếu bảo, hay là ngươi ẩn nặc tu vi, hiện giờ ngươi sớm đã là đan đỉnh kỳ cao thủ rồi sao? Nghiêm Lệ Dung khẽ nhíu mày nói: Mộng Xảo Vân, Lạc Già Sơn, rồi Thiên Âm Tông Tiêu Trường Thanh, Huyết Thần Báo Vương Vũ, Quỷ Vương Tông Mục Thiết Sơn, những người này đều là nhân tài được các môn chủ, tông chủ bồi dưỡng, lần này chỉ sợ các phái đều nổi trận lôi đình rồi. Đám người Diệp Phong, Diệp Tư Đạo xa xa nhìn Diệp Húc vào Bách Khoa Cung, La Phù Đảo, Ngũ Độc Giáo cao nhân chuyện trò vui vẻ, trong lòng không biết có tư vị gì, nhất là Diệp Phong lại càng giàu dĩ, tựa như mất cái gì đó. Cho tới nay, hắn luôn coi Diệp Húc là đối thủ lớn nhất, lại thật không ngờ Diệp Húc căn bản chưa từng để hắn ở trong lòng. Hiện giờ chính mình chỉ sợ ngay cả tư cách cùng Diệp Húc nói chuyện cũng không có. Trong thời gian Diệp Húc rời khỏi Liễu Châu, hắn vẫn không ngừng khổ luyện, cách đây không lâu cuối cùng đã tiến vào cảnh giới tiên thiên. Dự định sau hôn lễ của Diệp Tần liền lập tức tấn thăng lên vũ sĩ. Không ngờ chênh lệch giữa hắn và Diệp Húc càng lúc càng lớn, lớn đến mức khiến cho hắn gần như tuyệt vọng. Sau hôn lễ, đám người Nghiêm Lệ Dung đều cáo từ rời đi. Diệp Húc tiến họ ra cửa. Xuân Dịch Thủy đến bên cạnh của hắn thấp giọng nói: "Giáo chủ bảo ngươi về núi một chuyến, nói ngươi gây họa quá lớn, hiện tại Ngũ Độc Giáo cũng không thể bảo hộ được ngươi nữa rồi." Diệp Húc trong lòng cả kinh, gật đầu đáp ứng. Hắn vốn dự định cùng Diệp Tần ôn lại chuyện cũ, không nghĩ tới cơn phong ba mình gây ra còn chưa lắng xuống. Nếu tiếp tục ở lại Diệp gia thì càng có nhiều người biết hắn xuất thân ở đây, nó không chừng sẽ tới Diệp gia gây phiền toái. Ngũ Độc Giáo không thể bảo hộ được cho ta, thì còn thế lực nào có thể bảo hộ được ta nữa đây? Diệp Húc trong lòng có chút nặng nề, lẩm bẩm nói. Xuân Dịch Thủy vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười nói: "Người yên tâm, giáo chủ là lão cáo già, tục chí đa mưu, nhất định sẽ có cách thôi." Diệp Húc nhớ tới cái dáng bụng phệ của Lệ Thượng Dương, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Xuân Dịch Thủy cười nói: "Còn chưa thỉnh giáo đại danh." "À, lão phu..." Xuân Dịch Thủy tự vả mình một cái, bóp một cái rồi đổi giọng nói: "Lão phu Xuân Dịch Thủy, người gọi ta là Xuân trưởng lão là được rồi. Diệp sư điệt, chúng ta không nên nói lại lâu, hay là nhanh chóng trở về núi đi thôi." Diệp Húc ở lại Liễu Châu không bao lâu liền cáo từ Diệp Tần, rồi cùng đám người Xuân Dịch Thủy hướng Ngũ Linh Sơn mà đi. Lúc phi xuất khỏi Liễu Châu, hắn quay đầu nhìn lại thành Liễu Châu, thầm nghĩ: "Sau này chỉ sợ còn không có tới một cơ hội để quay về nữa rồi." Hắn trong lòng rất rõ ràng, hiện giờ chính mình cùng đám người Diệp Tần, Diệp Tư Đạo đã không còn chung đường. Mình so với bọn họ, chỗ đứng đã cao hơn, tầm nhìn xa hơn, dã tâm và tham vọng cũng lớn hơn. Nếu thường xuyên trở về, chỉ tổ mang thêm tai họa cho họ. Có người nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đối với hắn, đây chỉ là một câu nói đùa vô thưởng vô phạt. Thực tế đối với hắn mà nói, năng lực càng lớn, dã tâm càng lớn. Diệp Húc từ khi mở ra Ngọc Lâu tầng thứ 2, dã tâm của hắn đã tăng lên vô cùng. "Ta thật sự đã thay đổi rồi." Hắn bình ổn vừa đi theo Xuân Dịch Thủy, Cố Ngôn Chi vừa lẩm bẩm nói. Xuân Dịch Thủy quay đầu lại cười nói: "Diệp sư điệt, ngươi lẩm bẩm cái gì vậy?" Diệp Húc lắc đầu, đột nhiên cười nói: "Sư thúc, ngươi đã từng nghe qua cái tên Di La Thiên Yêu Đế chưa?" Hắn từ trong Ngọc Lâu có được Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, trong đó có pháp môn tu luyện nguyên thần gọi là Di La Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải. Khoảng thời gian này, hắn đã suy nghĩ hàng trăm lần vẫn không hiểu được vì sao trong Ngọc Lâu lại xuất hiện tâm pháp tu luyện của yêu tộc. "Di La Thiên Yêu Đế ư? Chưa nghe nói qua." Xuân Dịch Thủy hơi ngẩn ra, cười nói: "Nhưng ý tứ của chữ Di La thì ta biết. Di La nghĩa là hạo, rộng mênh mông. Di La Thiên chính là Tây Phương Hạo Thiên. Vị Di La Thiên Yêu Đế này, ta nghĩ chắc là một vị thiên đế đã từng thống trị Tây Phương Hạo Thiên. Nhưng yêu tộc trở thành thiên đế đã ít lại càng ít. Sao ta chưa từng nghe nói đến Di La Thiên Yêu Đế vậy?" Diệp Húc thở dài, không hề truy vấn nữa. Hắn thầm nghĩ: "Tâm pháp trong Ngọc Lâu hẳn là rất phù hợp với ta. Cứ theo Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển tiếp tục tu luyện, nhất định là không sai." Nếu muốn tu luyện Đại Chu Thiên Nguyên Hóa Chân Kinh trong Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển mà chỉ dựa vào bản thân hắn tự mình khiên dẫn chu thiên tinh lực thì còn lâu mới đủ, ắt phải dựa vào tốc độ khiên dẫn của tinh đấu vi trần trận đồ mới có thể so được với tốc độ hấp nạp linh khí của các vũ sĩ khác. Có điều, chu thiên tinh lực mà tinh đấu vi trần trận đồ khiên dẫn là tiểu chu thiên tinh lực, tổng cộng có 72 tòa, nhưng tinh lực mà Đại Chu Thiên Nguyên Hóa Chân Kinh nói đến là Đại Chu Thiên tinh lực tổng cộng cần 365 tòa, gần gấp 5 lần tiểu chu thiên. Trong tinh đấu cấm điển không nói tới cách thiết lập Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận pháp, nhưng Diệp Húc căn cứ vào tinh đấu vi trần trận đồ cũng có thể suy ra được. Hắn tâm niệm vừa động, tinh đấu vi trần trận đồ tự động phù hiện. Diệp Húc vẫn theo sát Dịch Xuân Thủy, Cố Ngôn Chi, đồng thời điều động tinh châu đảo loạn trật tự trong trận đồ mà trước đây hắn đã sắp xếp. Một tòa tinh trận mới dần dần được hình thành trong trận đồ, khiến dẫn càng nhiều tinh lực tuôn vào trận đồ. Chỉ cần đem 365 tòa tinh trận sắp xếp xong thì trận đồ này sẽ không còn là tiểu chu thiên tinh đấu vi trần trận đồ mà là Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ. Số tinh châu để thiết kế Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ so với trước đây nhiều đến dọa người, quả thật khiến người ta phải bái phục, phát bực. Hắn vốn đã thiết kế một trận đồ bậc trung do 72 tòa tiểu trận đồ hoàn chỉnh ghép lại, mà sau khi chia ra rồi sắp xếp lại lại chủ đủ để thiết kế 14 tòa Đại Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận đồ, còn kém một tòa trận đồ bậc trung không biết bao nhiêu mà kể. Có lẽ cướp sạch tinh thạch của trên trăm môn phái sẽ đủ cho ta chế luyện một trận đồ bậc trung. Diệp Húc nhấp nháy mắt tính toán tính khả thi, cảm thấy mình ngay cả nửa phần thắng cũng không có. Hắn buồn bã thở dài. Trước mắt xem ra việc này cũng chỉ nói cho vui mà thôi. Đương nhiên nếu hắn có thực lực này thì không còn là chuyện đùa nữa. Tòa Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ này quả thực là một cái động không đáy, lấp mãi không đầy. Đừng nói là đại trận, ngay cả một tòa đồ trận bậc trung hắn cũng không đủ tài lực để hoàn thành. Ta thật muốn cướp sạch tài báo của mấy môn phái kia quá đi. Xuân Dịch Thủy quay lại nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ tán thưởng, nói với Cố Ngôn Chi. Ngôn Chi, cái tên sư đệ này của ngươi quả thật chăm chỉ, ngay cả lúc đi đường cũng không quên tu luyện. Chẳng trách tuổi trẻ mà đã có uy danh bản lĩnh như vậy rồi. Người nếu cũng giống như hắn thì sớm đã tiến vào đan đỉnh kỳ, trở thành trưởng lão của bản giáo rồi. Cố Ngôn Chi nghe vậy mặt mang vẻ xấu hổ, gật đầu nói. Diệp sư đệ quả thật là chịu khó, còn không giao độc vĩ. Nếu như hai người biết Diệp Húc lúc này đang tính toán chuyện cướp tài vật môn phái khác như thế nào, chỉ sợ sẽ không nói như thế. Thiếu báo, tới tổng đàn Ngũ Linh Sơn rồi. Cố Ngôn Chi đột nhiên nói. Diệp Húc vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở phía trước có 5 dãy núi ngang dọc, như 5 con cự long quay quần một chỗ. 5 dãy núi này xuất phát từ 5 hướng khác nhau, cùng tụ lại ở một điểm. Nơi mấy dãy núi hội tụ chính là tổng đàn của Ngũ Độc Giáo. Nơi đó có rất nhiều động phủ, đại điện được xây dựng trên đỉnh núi, cùng với phòng ốc, đền miếu, tạo thành một phần quần thể kiến trúc khổng lồ. 5 dãy núi này cũng không thể xem là hùng vĩ, nhưng cũng có khí thế bất phàm. Trong đó chia thành Việt Thành Lĩnh, Đồ Bằng Lĩnh, Manh Chử Lĩnh, Kỳ Điển Lĩnh và Đại Diễu Lĩnh, tòa tòa san sát nhau. Trong đó cũng có không ít núi lớn có linh mạch, thậm chí có một số ngọn núi bên trong linh khí tụ lại thành mây, phiêu miễu, đãng khứ. Diệp Phúc thấy thế không kìm nổi, muốn tới khởi Ngọc Lâu đem linh khí thu lấy hết tất cả. Hắn vẫn còn áp chế được ý nghĩ này. Chỗ linh khí hội tụ bên dưới quá nửa là động phủ của Ngũ Độc Giáo sư huynh, còn có không ít vân vụ do linh khí hình thành. Bên trong có rất nhiều cổ trùng lớn nhỏ bay qua bay lại, lớn thì dài mười mấy mét, nhỏ thì chỉ như con kiến. Có lẽ Ngũ Độc Giáo sư huynh dùng linh khí để bồi dưỡng cổ trùng. Hắn không biết nhiều về cổ trùng, nhìn thấy các vị sư huynh vất vả bồi luyện cổ trùng khiến hắn không khỏi xấu hổ. Nếu như Ngũ Độc Giáo tiến hành khảo sát tri thức về cổ trùng thì gã đà chủ như hắn khẳng định sẽ không qua nổi. Trong Ngũ Linh Sơn có không biết bao nhiêu linh mạch, thỉnh thoảng có từng cỗ khí tức cường đại ẩn nước từ trong núi truyền tới, có lẽ là cao thủ ẩn tàng trong Ngũ Độc Giáo, thực lực quả vô cùng cao thâm. Tuy đồng dạng là môn phái bậc trung, nhưng Ngũ Độc Giáo thực lực bên trong so với Bách Khoa Cung còn muốn thâm hậu hơn rất nhiều lần. Ba người đi thẳng tới trước đại điện, chỉ thấy trước đại điện có một hồ nước, sóng nước dập dờn. 5-6 vũ sĩ mặc quần áo kỳ lạ đang đứng ở bên hồ, lôi mười mấy con châu thiến tống xuống hồ, khổ sở van xin. Tiểu tổ tông, mấy món ăn tươi này đều là chúng con hiếu kính người, người mau ra đi. Đây là Hóa Long Trì của Ngũ Độc Giáo chúng ta hay sao? Diệp Húc nghi hoặc nói. Xuân Dịch Thủy trong lòng hơi có chút kiêu ngạo, gật gật đầu. Không sai, đây chính là Hóa Long Trì. Lão là có chút xấu hổ, tức giận nói. Bất quá mấy con dao long bên trong hết ăn lại nằm, mấy tên đền này dùng mười mấy con châu thiến chỉ sợ không thể câu dẫn được nó đâu, phải dùng 100 con mới được. Còn bà nó chứ, lần trước lão tử dùng 100 con trâu cũng chưa thể dụ được mấy thứ hỗn đản này ra, làm ta lãng phí mất một phen tâm huyết rồi. Diệp Húc liếu lưỡi. Nuôi dị chủng yêu thú ở rất nhiều môn phái cũng không hiếm thấy. Một đầu tượng cổ dị chủng yêu thú có lẽ thi triển ra mấy chục loại, thậm chí trên trăm loại vô pháp uy lực cường đại. Tuy nhiên nuôi tượng cổ dị chủng yêu thú thường thường là danh môn đại phái, môn phái nhỏ căn bản không có thực lực này. Ngũ Độc Giáo nuôi được một đầu giao long đã là không tệ, xem như có tiềm lực trở thành danh môn đại phái. Hắn lại không biết con giao long trong Hóa Long Chỉ kia vốn là một con thanh lân khôi tuyến đại mãng do Ngũ Độc Giáo Khai Sơn Tổ nuôi dưỡng trước kia, đi theo vị tổ sư kia trên trăm năm. Sau vị Khai Sơn tổ sư kia tạo hóa, con khôi tuyến đại mãng này tu luyện thành tinh, liền ở lại Ngũ Linh Sơn trông coi sơn môn. Ngày qua tháng lại, con đại mãng này tu luyện thành giao long, thực lực có thể sánh với một vị giáo chủ. Giáo chủ đến rồi. Xuân Dịch Thủy ánh mắt sáng lên, hướng Lệ Thượng Dương nhẹ nhàng thi lễ, rồi lập tức cùng Cố Ngôn Chi lùi lại. Diệp Húc chỉ thấy Lệ Thượng Dương mang bụng phệ, tay áo phiêu phiêu, hướng bên này mà đi tới, vội vàng không người nói. Giáo chủ. Lệ Thượng Dương khẽ gật đầu, từ mi tiện mục, ha ha cười nói. Ta nghe nói người đắc tội với Trung Châu Hạ Gia ư? còn khiến cho Trung Châu họa gia truyền chu sắc lệnh. Không tồi, không tồi, nêu cao được chí khí của Ngũ Độc Giáo ta, dám đắc tội với Vu Hoàng thế gia có lịch sử lâu đời bậc nhất ở Trung Châu này. Lão lại chuyển đề tài, cái mặt đầy thịt giật giật, có vẻ vô cùng thống khổ, liền mắng: Người giỏi gây họa quá nhỉ? Lão tử lần trước lúc rời Vân Môn Sơn đã nói với người như thế nào? Bớt gây họa một chút đi. Chỉ mới chưa đầy có 3 tháng, người đã gây họa lớn như vậy rồi. Lão tử mỗi lần nghe được tin tức về ngươi đều tim đập chân run. Hiện tại cả ngày lo sợ, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ sợ mối họa này sẽ trời giáng xuống, đem lão tử luyện thành tro cốt mất thôi. Diệp Húc khúm núm cười nói: Hạ gia còn chưa đến mức tự mình động thủ đối phó với ta đâu. Lệ Thượng Dương hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, nhẹ nhàng nói: Nghe Cố Ngôn Chi nói, ở Tây Hoang Đại Mạc, ngươi bị nhiều cao thủ truy sát, ngươi có thể còn sống trở về, lão phu cũng mừng cho ngươi. Bẩm giáo chủ, mấy tên đó tất cả đều đã bị ta làm thịt rồi, không có thể có hậu hoạn gì nữa đâu. Diệp Húc hiên ngang lẫm liệt, phất tay nói: Hành động này của đệ tử quả thực là đề cao chí khí của Ngũ Độc Giáo ta. Sao? Làm thịt toàn bộ, nêu cao chí khí của Ngũ Độc Giáo ta sao? Lệ Thượng Dương cái mặt đầy thịt giật giật không ngừng, chán hẳn mà nói: Mấy kẻ đó đều là hạch tâm đệ tử của các môn phái khác, chết nhiều người như vậy, bọn họ chẳng lẽ không đau hay sao? Tiểu tử thối, lão tử không bảo hộ được ngươi, vị Vân Môn Sơn Tiêu đại ca ngươi cũng không bảo hộ được ngươi nữa rồi. Diệp Húc cũng cảm thấy có chút không phải, hắn không làm được bao nhiêu chuyện cho Ngũ Độc Giáo, lại toàn mang đến phiền phức, trong lòng cũng có chút áy náy, cười nói: Giáo chủ cứ đem đệ tử khai trừ, rồi tuyên bố với bên ngoài đệ tử và Ngũ Độc Giáo không còn căn hệ. Mấy thế lực này hẳn là sẽ không còn tìm bản giáo gây phiền phức nữa rồi. Chuyện khai trừ bất tắc phải nhắc tới nữa. Lão nhân gia ta gian ngoan, lão mưu thâm toán, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta đâu. Lệ Thượng Dương phất phất tay cười ha hả, thản nhiên rồi nói: Tiểu tử thối, Ngũ Độc Giáo ta không bảo hộ được ngươi, nhưng vẫn có một thế lực có thể bảo hộ được ngươi. Có thế lực đó che chở, thậm chí ngay cả Hạ gia cũng không dám động đến làm khó ngươi đâu. Ta lần này triệu ngươi về là muốn bảo ngươi gia nhập môn phái đấy. Nếu ngươi có thể gia nhập được môn phái đó, chẳng những có thể bảo toàn tính mạng mà còn có thể nâng cao uy phong của Ngũ Độc Giáo ta kìa. Diệp Phúc trong lòng nghi hoặc, Lệ Thượng Dương giải thích nói: Môn phái kia gần đây mở rộng sơn môn, thu nạp thêm đệ tử, nhưng bọn họ không tuyển đệ tử từ thế tục giới mà lại tuyển từ trong các môn phái ra. Người có thể trúng tuyển đều là loại siêu quần bạt tụy, tu vi của ngươi tuy kém nhưng thực lực cũng tạm được, có thể trúng tuyển. Sao? Tuyển chọn đệ tử từ tinh anh của các môn phái sao? Diệp Phúc trong lòng cả kinh, là môn phái nào lại có thực lực lớn như vậy đây? Lệ Thượng Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hướng Bách Man Sơn, từ từ nói: Tam cung lục phái, 72 thế gia, mỗi một thế lực đều có thực lực lớn như vậy. Đây là thế lực đứng hàng đầu trong ma đạo của chúng ta, thậm chí đến Đại Tần Hoàng Thất đối với bọn họ cũng phải kiên kỵ 3 phần, nhường nhịn 3 phần kìa. Trong Bách Man Sơn có một môn phái như vậy, là phái bài danh thứ 4 trong ma đạo, lục phái Hoàng Tuyền Ma Tông. Môn phái này kiến lập trong Man Sơn Phúc Địa, một giải phía Nam, bao gồm thập vạn đại sơn cùng hàng vạn dặm hải vực đều thuộc phạm vi thế lực của Ma Tông. Gần đây Hoàng Tuyền Ma Tông mở rộng sơn môn, đã phái người đưa thiệp tới, hứa dành cho Ngũ Độc Giáo ta 2 danh ngạch rồi. Lệ Thượng Dương có vẻ có chút tự đắc, dâng thẳng lên 2 ngón tay ở trước mặt Diệp Phúc, lúc cần lúc hiện, dương đắc ý nói: 2 cái danh ngạch, tiểu tử ngươi có biết không, là 2 danh ngạch kìa. Nhớ lại thời sư phụ ta, Ma Tông chỉ cấp cho người 1 cái danh ngạch mà thôi, mà hôm nay Ngũ Độc Giáo ở trong tay ta phát dương quang đại, trọn vẹn cho ta 2 cái danh ngạch. Đây là mặt mũi của lão tử, so với sư phụ của ta còn muốn lớn hơn gấp đôi lần. Diệp Phúc trong nội tâm âm thầm oán thầm, 2 cái danh ngạch cũng không phải là chuyện chó lọi gì cho cam, cư nhiên khiến cho bậc đầu sỏ như Lệ Thượng Dương hưng phấn thành ra như vậy. Trong lòng của hắn là có chút ít cảm động, Lệ Thượng Dương đối với hắn thật sự không tệ, rõ ràng đem 2 cái danh ngạch phân phối 1 cái cho hắn. Hoàng Tuyền Ma Tông chẳng lẽ chính là cái môn phái mà khi Tam đại thế gia Liễu Châu ta đã thông ưng sầu gián nhìn thấy hay sao? Diệp Phúc trong nội tâm nghi hoặc, đem chuyện mình gặp ở trong Bách Man Sơn kể lại một lần. Sao? Người nói là dãy núi có hình như đầu lâu đại tôn hình thành sao? Chỗ đó chỉ là điểm dừng chân để Hoàng Tuyền Ma Tông tiếp đãi khách quý mà thôi. Tổng đàn Ma Tông nằm ở trong thập vạn đại sơn, được hộ sơn đại trận bao phủ, thường nhân căn bản là không thấy được tướng mạo sẵn có của Ma Tông này. Lệ Thượng Dương cười nói. Diệp Phúc không khỏi hoảng sợ, Hoàng Tuyền Ma Tông cư nhiên khổng lồ như vậy, lớn đến mức chỉ cần hắn tưởng tượng ra thôi đã cảm thấy cực kỳ khủng bố. Tầm nhìn của ta vẫn còn đang quá hạn hẹp rồi. Cái loại ma môn cổ lão đại phái kiểu này quả thực chính là một tiểu triều đình mà. Trong mắt Lệ Thượng Dương cũng không khỏi lộ ra vẻ ước mơ. Hắn tuy là người đứng đầu một giáo, nhưng ở trước mặt quái vật khổng lồ như Hoàng Tuyền Ma Tông thì Ngũ Độc Giáo cũng chỉ là một con kiến hôi, không có ý nghĩa. Ma Tông thập động lần thứ nhất mở ra sơn môn, rộng rãi chiêu nạp môn đồ. Có thể tiến vào làm đệ tử của Ma Tông thì chính là một bước lên trời. Bất quá cạnh tranh cũng cực kỳ thảm thiết, cũng không phải cứ có danh ngạch liền có thể trúng cử. Mấy lần trước Ngũ Độc Giáo ta cũng phái ra đệ tử xuất sắc, bất quá đều không có thông qua, ngược lại chết thảm. Lệ Thượng Dương trịnh trọng nói: "Trừ ngươi ra, Ngũ Độc Giáo ta còn có một đệ tử nữa chiếm cứ danh ngạch còn lại." Hắn gọi một tên đệ tử đang đau khổ chờ đợi ở bên cạnh Hóa Long Trì, lên tiếng nói: "Người đi gọi Quý Khang lại đây." Đệ tử kia vội vàng ứng lệnh, tiến lên một con thiết đối đại ngô công, thả người dẫm lên lưng con rết này, hướng đô bằng lĩnh mà bay đi. Diệp Phúc chờ trong giây lát chỉ thấy một thanh niên trầm ổn đi theo sau lưng đệ tử kia bay tới, đáp xuống trước đại điện, trầm giọng nói: "Giáo chủ, ngài tìm ta." Diệp Phúc cẩn thận dò xét, chỉ thấy thanh niên tên là Quý Khang này khí độ trầm ổn, chân nguyên lại cực kỳ hào phóng, trên đỉnh đầu hình thành một đạo trường hà, bành trướng đến rực rỡ. Chân nguyên của hắn tương đối hùng hậu, so với thiên tài Mộc Tuyết Sơn của Quỷ Vương Tông cũng không kém chút nào, thậm chí càng mạnh hơn. Hơn nữa, Quý Khang tuổi cũng không lớn, chỉ có 24-25 tuổi. Tuổi còn trẻ liền có thành tựu như vậy, hẳn cũng là một nhân vật thiên tài. Diệp Húc âm thầm gật đầu. Quý Khang này hơn phân nửa là hạch tâm đệ tử Ngũ Độc Giáo bí mật bồi dưỡng, có thể thấy được Lệ Thượng Dương đối với người này rất có kỳ vọng. "Vị này chính là Diệp Húc, Diệp đà chủ của Vân Môn Sơn. Lần này cùng ngươi đi Hoàng Tuyền Ma Tông, hai người các ngươi đều là nhân tài khó gặp của Ngũ Độc Giáo ta. Đến Hoàng Tuyền Ma Tông hai bên phải ủng hộ lẫn nhau, hiểu chưa?" Lệ Thượng Dương trầm giọng nói: "Quý sư huynh, gọi ta Thiếu Bảo là được rồi." Diệp Húc thiện ý, hắn cười nói. Quý Khang liếc hắn một cái, thần sắc có chút không vui, lên tiếng: "Giáo chủ, vì sao không chọn Trần Dương Minh sư huynh? Trần sư huynh tu vi so với đệ tử không yếu hơn chút nào cả. Có hắn, hai người bọn ta nhất định có thể song song trúng cử, trở thành nhập thất đệ tử của Hoàng Tuyền Ma Tông." Hắn đối với Diệp Húc có chút xem thường, trong lời có ý muốn nói nếu như Diệp Húc đi thì nhất định sẽ rơi, sẽ rớt, chỉ tổ lãng phí mất một cái danh ngạch, không bằng đổi cho người khác. Hắn cùng với Trần Dương Minh quan hệ vô cùng tốt, bởi vậy hướng tiến lại Thượng Dương đề cử Trần Dương Minh. Diệp Húc mỉm cười lơ đễnh. Loại cậy tài khinh người như Quý Khang cho rằng tu vi cao liền vô địch thiên hạ, hắn thấy nhiều lắm rồi. Thiên tài sao, ai nấy đều có một chút tính cách tự cho là mình tài trí hơn người. Lại Thượng Dương khẽ nhíu mày. Trần Dương Minh tu vi xác thực cũng không kém. Quý Khang, nói như vậy, ngươi nguyện ý đem danh ngạch của ngươi tặng cho Trần Dương Minh hay sao? Quý Khang ngữ khí trì trệ, lúng ta lúng túng không nói. Hắn nguyện ý là đem danh ngạch của Diệp Phúc tặng cho Trần Dương Minh, để Trần Dương Minh cùng hắn đi Hoàng Tuyền Ma Tông, mà ý của Lệ Thượng Dương lại là đem danh ngạch của hắn nhường lại. Danh ngạch kia của Diệp Phúc căn bản không thể động tới. Nghe ý tứ của giáo chủ, ta cùng Trần Dương Minh vô luận là ai đi đều là có cũng được, mà không có cũng không sao. Mà cái tên tiểu tử này mới là chính yếu nhất. Hắn nhìn về phía Diệp Phúc, trong mắt hơi có chút ý tứ không phục, kích động. Bất quá đang ở trước mặt Lệ Thượng Dương, hắn cũng không dám động thủ. Lệ Thượng Dương đem nét mặt của hắn nhìn ở trong mắt, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra được tâm tính của Quý Khang, bề ngoài trầm ổn, nội tâm phù phiếm, tầm mắt rất cao, có hoa không quả, chỉ sợ đã bị vài vị trưởng lão của Ngũ Độc Giáo làm hư mất rồi. Lần này và hắn đi Hoàng Tuyền Ma Tông cũng là vì muốn tu luyện tâm tính của hắn. Xuân trưởng lão, lần này đi Hoàng Tuyền Ma Tông do người tới dẫn đội. Lệ Thượng Dương gọi Xuân Dịch Thủy trưởng lão dặn dò mà nói. Nếu là có thể trúng cử làm đệ tử của Ma Tông cố nhiên là tốt, nếu là không thể tận lực đưa bọn họ còn sống mà mang về. Xuân Dịch Thủy gật đầu, lên tiếng nói. Giáo chủ yên tâm, hai vị sư điệt đi thôi. Hắn lúc này bay lên trời, hướng phương hướng Bách Man Sơn tiến đến. Diệp Phúc vội vàng đuổi kịp, trong nội tâm đối với Hoàng Tuyền Ma Tông cực kỳ hiếu kỳ. Ban đầu ở Ưng Sầu Giản, hắn chỉ xa xa nhìn ngắm môn phái này mà thôi, âm thầm lặng lẽ rút đi, không nghĩ tới còn có ngày tái nhập vào đấy. Tốc độ của hắn cực nhanh, không đến thời gian nửa ngày cũng đã xâm nhập vào dãy núi của Bách Man Sơn. Trên đường Diệp Phúc chứng kiến một đám vũ sĩ, có người cưỡi yêu thú, có người độ bảo thuyền, cũng có khí phái thật lớn, ngồi bảo liễn, đều hướng về Hoàng Tuyền Ma Tông sơn môn mà tiến đến. Những người này đều là một số môn phái cùng thế gia được mời, mang theo đệ tử chạy tới Ma Tông, chờ mong đệ tử của mình có thể được tuyển xếp vào môn tường. Diệp Phúc thậm chí chứng kiến có ít người khí độ ung dung, khí chất đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng, hẳn là đệ tử của thế gia Đại Việt, được phong vương phong hầu. Hoàng Tuyền Ma Tông thật đúng là một môn phái vô cùng khổng lồ, có được lực hiệu triệu khổng lồ như vậy, thậm chí làm cho những môn phái thế gia này giống như hành hương mà chạy tới Ma Tông vậy. Môn phái ma đạo bậc này lại chỉ bày danh thứ tư mà thôi trong lục đại môn phái. Thế thì những môn phái khác đến tột cùng là cái dạng gì đây? Thế lực lại khổng lồ cỡ nào đây? Ma đạo tam cung lục phái, 72 thế gia, từng cái đều là quái vật khổng lồ, vu sĩ tầm thường căn bản không cách nào tiếp xúc được với danh môn đại phái cấp độ này. Nếu không có Hoàng Tuyền Ma Tông lần này đại khai sơn môn tuyển nhận đệ tử, Diệp Phúc cũng không có duyên kiến thức môn phái đến bậc này. Ngũ Độc Giáo ngu ngốc, rõ ràng lại phái ngươi đi tìm chết sao? Đột nhiên một âm thanh chói tai truyền đến, Diệp Phúc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mang theo ba gã thanh niên vô sĩ khống chế bảo liễn chạy đến. Lão giả kia nhìn về phía Xuân Dịch Thủy, cười ha ha nói: Lão Xuân, Ngũ Độc Giáo các người mỗi lần phái đệ tử đều chết thế chết thám, đến hải cốt cũng không còn, mà lần này rõ ràng phái tới hai người để chịu chết, thật là ngu đến không có thuốc chữa nữa rồi. Xuân Dịch Thủy sắc mặt tái nhợt, giận tím mặt nói: Vạn lão quỷ, Huyền Minh Tông các ngươi lần trước phái tới đệ tử cũng không phải chết không có chỗ chôn hay sao? Lần thứ nhất liền phái ra ba người, thủ bút so với Ngũ Độc Giáo ta còn lớn hơn kìa. Hai người nói rõ chỗ yếu của nhau, đùa cợt một phen. Ba gã vũ sĩ trẻ tuổi ngồi trên xe thần thái ngạo nhiên, có chút cười lạnh, nhìn về phía Diệp Phúc cùng Quý Khang lộ ra thần sắc khiêu khích. Một chân nguyên quỷ đệ tử sao? Trong đó một đệ tử Huyền Minh Tông chú ý tới Diệp Phúc, một quang sáng ngời, mỉm cười mà nói: Chắc hẳn người chính là Diệp Thiếu Bảo ư? Ta Thái Thiệu Kiệt đã được nghe qua tên của ngươi, cũng biết thủ đoạn của ngươi rồi. Lần này ngươi có thể tới, lòng ta rất an ủi. Hắn cười ngạo nghễ, trên dưới đánh giá Diệp Phúc rồi nói: Thiên tài đệ tử của các môn phái thế gia khác trong mắt của ta đều là gà đất chó cánh, chỉ có loại vũ sĩ như ngươi trải qua sát phạt thực chiến mới có thể lọt vào trong mắt của ta thôi. Khi giết chết ngươi mới có cảm giác thành tựu. Diệp Phúc chỉ mỉm cười lơ đễnh. Quý Khang kích động cười lạnh mà nói: Nguyên lai là Huyền Minh Tông Thái Thiệu Kiệt, không thể tưởng tượng được với danh khí của ngươi ở bên ngoài cư nhiên lại khi dễ một vũ sĩ chân nguyên kỳ như vậy. Hy vọng ngươi đừng có gặp phải ta trong đợt tuyển chọn của Hoàng Tuyền Ma Tông, nếu không cho ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Ồ, ngươi là ai vậy? Thái Thiệu Kiệt nhìn về phía hắn hỏi. Ngũ Độc Giáo Quý Khang. Quý Khang thần thái kiêu căng quát lên. Thái Thiệu Kiệt tinh tới suy tư một lát, lắc lắc đầu nói: Chưa nghe nói qua. Quý Khang tức giận đến lỗ mũi xỉ khói, chỉ thấy lão giả họ Vạn cười ha ha, khống chế bảo liễn mang theo ba người Huyền Minh Tông đi về phía trước. Vô liềm sĩ, quá không coi ai ra gì mà. Quý Khang thốt nhiên cả giận nói, rồi hắn trầm giọng tiếp tục nói: Ta một mực trong núi thanh tu, bọn họ không biết tên của ta, cái này là chuyện đương nhiên. Bất quá lần này Hoàng Tuyền Ma Tông khai sơn đại biến, bọn họ liền sẽ biết sự lợi hại của ta thôi. Diệp Phúc mục quang quái dị liếc hắn một cái, trong nội tâm có phần không cho là đúng. Hắn có thể nhìn ra ba người đệ tử của Huyền Minh Tông thực lực cực kỳ cường đại, so với Quý Khang không chút thua kém. Trong đó đệ tử tên gọi Thái Thiệu Kiệt kia tu vi so với Quý Khang thấp hơn 1-2 tiểu cảnh giới, nhưng một thân sát khí ngưng tụ, hiển nhiên là một ma đầu giết người không chớp mắt, không thể dùng tu vi để mà cân nhắc. Không nghĩ tới Đại Tần Hoàng Thất cũng phái người đến. Xuân Dịch Thủy một quang lập lòe, nhìn về phía xa xa thất thanh nói. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lô thuyền cự đại từ xa xa do hai đầu bạch tượng lôi kéo thuyền lớn ầm ầm lái tới. Ở trên đầu thuyền đứng vài tên thanh niên nam nữ, bên ngoài cơ thể có long khí quay quanh, long hành hổ bộ, khí thế đẹp đẽ quý giá đến mức người. Quý Khang sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là bị long khí của đối phương khiến cho kinh sợ ở tâm thần. Xuân Dịch Thủy thấy thế lắc đầu thầm than: Quý sư điệt vẫn là kiến thức quá bé nhỏ, tu vi mặc dù cao thế nhưng tâm tình rèn luyện xa xa không đủ, xa xa không được như Diệp sư điệt rồi. Sau một lúc lâu, bọn họ rốt cục đi vào sân môn của Hoàng Tuyền Ma Tông, đáp thẳng xuống cự thành nằm giữa hai ngọn núi có hình dạng như hai cái sừng trâu. Hai ngọn núi hình sừng trâu cộng thêm tòa đại thành hình thành một môn hộ cự đại. Đây cũng là sân môn của Hoàng Tuyền Ma Tông, môn hộ thành lập trên đầu lâu của Si Thích Ma Tôn. Mặc dù Diệp Phúc không phải là lần đầu tiên nhìn thấy sân môn của môn phái này, nhưng vẫn lần nữa bị khiếp sợ một phen. Ngũ Linh Sơn của Ngũ Độc Giáo đã xem như rầm rộ, nhưng so với sơn môn của Hoàng Tuyền Ma Tông thì thật đúng là một cái trên trời, một cái ở dưới đất, thật sự không thể nào so sánh nổi. Không xong rồi, Thiên Âm Tông, Quỷ Vương Tông, Thất Sát Cung, mấy môn phái này cũng đều phái người đến. Diệp Húc một quang lạnh lùng nhìn quét qua mọi nơi, chỉ thấy những môn phái từng có xung đột với hắn cũng phái tinh anh đệ tử đến. Ồ, đây chẳng phải chính là Diệp Đà Chủ đó hay sao? Thiên Âm Tông chủ thản nhiên đi tới, một quang rơi vào trên người của Diệp Húc, sắt khí lạnh lạnh, mỉm cười nói: Diệp Đà Chủ, rõ thật là đúng sống dai như rán vậy, cư nhiên sống được đến hiện tại, làm cho người ta không tránh khỏi cảm khái mà. Ồ, Tông chủ, thương thế đã hơn rồi chứ? Diệp Húc ha ha cười nói: Tông chủ, chỉ sợ còn không biết thôi, Tiêu Trường Thanh sư huynh của Quý Tông đã cưới hạc Quý Tiên, chết ở trong tay Mục Tiết Sơn rồi. Thiên Âm Tông chủ sắc mặt biến hóa. Tiêu Trường Thanh là môn sinh đắc ý của hắn. Lần này Hoàng Tuyền Ma Tông đại khai sơn môn, hắn vốn định mang theo môn sinh đắc ý này đi, nhưng Tiêu Trường Thanh lại chậm chạp không thấy trở về, bất đắc dĩ đành phải chọn đệ tử khác. Quả nhiên vẫn là đệ tử Quỷ Vương Tông ta có tiền đồ mà. Quỷ Vương Tông chủ Sài Tuyên dương dương đắc ý cười ha ha, đi nhanh tới mà nói. Diệp Phúc trên mặt mang vẻ xin lỗi, hắn lên tiếng: Sài Tông chủ, Mục Tiết Sơn sư huynh của Quý Tông cũng kế hạc Quy Tiên rồi. Nghe đến đây, Sài Tuyên tức giận đến ra mặt phát tím, mặt âm trầm, tiến lên một bước quát: Chẳng lẽ là ngươi đã hạ thủ sao? Trong mắt của hắn sắt khí lộ ra, không che giấu chút nào cả. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 40 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.